Diana Ngọc Nguyễn có ở Oregon muốn về Cali nghe cho phụ nói phá, nhưng không biết cho phụ ở đâu và làm sao để liên lạc vô phụ. Chị nào biết xin chỉ giùm. Trời, sư phụ ở cái tầng trời đại la thiên tầng 36 địa chỉ đó. Ở đây mà địa chỉ đó là địa chỉ nhà permanent, còn địa chỉ thời gian để dọn tùm lum trên Thiên Long Sơn thì Cali có Thiên Long Giang này Houston, đây đâu có địa chỉ đâu, em nhà có sư phụ đây đâu nên muốn hỏi 909 Story Road khu Việt Mỹ Thao á, trên lầu là 209 hả, 290 290 ở trên lầu cơm tấm của ông Hiền á, cơm tấm Thiên Hương á là ngay trên lầu đó, thấy cái ông khói nướng thịt nó còn nghe hù hù đó. Đó, ngay chỗ đó là ông khói của ông quỷ đó, đó. Công nhận á, thằng đó nó bán cơm tấm mà nó nổi mà nó dư tiền mà nó nuôi ba bốn vợ tại tiền mặt không, vừa ổng lên ngồi đây nè, nó em mình mà trời, công nhận đó, ta nhiều quá sao chạy hết không. Gia mừng bà lon tiền nhỏ mà đang lo này, bà nhỏ nói này nó nghe chịu chứ mày nó không có biết Phật á. Vụ bữa đem qua đây kêu nó hay mày lại, nó né không chịu lại, mày bán đất là mày nhờ ba má tao đây ra mẹ tao chắn cái khung này cho mày bán đất đất, cho nên giờ ai đi tới tìm mày cũng biết có phàn cả nửa tiền đâu tình đâu mà, bởi mấy người giàu khó độ, khó độ lắm. Mình dẫn nó qua chỗ này nó né liền, gặp né liền. Ai là Phật không quỷ, nãy bác Như á không có nên này nói không, không có nên chiêu tên mấy gì chỗ này, mình mấy chuyện đụng xe chết được chiêu tên mấy gì họ pháp có thiệt là không có nên, nghĩa là không có đúng rồi. Mình là người tâm linh, mình nói miệng mở miệng hỏi gì á phải suy nghĩ. Dạ có người hỏi. Dạ, chú ơi con hỏi cho chú hỏi hai câu rồi. Hỏi con. Dạ cái con cũng xin lỗi trước kia mà nếu mà con từ hôm qua đấy là con có nói những cái gì mà không có lễ phép với sư phụ. Trời ơi mà khách sao quá. Chứ là những con có những câu hỏi là bởi giờ tôi nói không có lễ phép với bác trọng bác và chính bác đồ tùm lum bả chắc không phải xin lỗi ha. Nói thôi người ta từ bi, người ta hỷ xả mà, mấy bác đó là tâm bồ tát hỷ xả. Thì làm sao mà để những người trẻ hoặc là những cái người lớn tuổi để mà mình tin vào cái tâm linh, nếu mà hoặc là những người đó đang không tin á, làm sao mà để giúp những người đó tin vào tâm linh hơn. Rồi câu hỏi thứ hai là từ lúc nào họ câu nào để trả lời câu đó chưa lại. Câu hỏi thứ nhất, để cho khi nào mà đi khám bệnh nó có cái tò đó, rồi bác sĩ nói 3 tháng là tự nhiên về nhà nó kiểu nào cũng nghe. Chứ giờ chưa đi khám bệnh nói dễ nghe. Đúng không? Rồi câu thứ hai, còn những cái người trẻ thì sao? Người trẻ hả? Để khi nào nó thất tình á nói. Nếu mà không có bệnh phải không? Mình nói canh đúng lúc. Nói canh đúng lúc. Thất nghiệp cũng chưa, thất nghiệp nó không khoái nữa, ăn chơi đi. Vậy thất nghiệp có tiền lãnh thất nghiệp chứ mấy nó sợ. Bán xe nó không chưa chắc nữa. Rồi câu thứ hai là từ lúc nào mà sư phụ tìm thấy được cái tâm linh và từ đã làm những cái gì để mà thấy được cái tâm linh đó. Tìm thấy mình làm sao mình tìm thấy mình ở trên á, mấy ở trên nuôi mình rồi theo dõi mình đúng ngày đúng giờ, cơ vận nó chuyển cho nên này sư phụ nói nhiều clip tại con không nghe. Bởi vì con không có nghe giờ con hỏi thật sự đâu có biết, mà ngày những ngày đầu á bề trên á là tức là mở chùa rồi tu,
có nhiều tiền nhiều của chọn đang làm chủ luôn á, chỉ có một cái thiếu cái chức làm thái tử như kiểu Phật thôi, chứ còn thật sự thế gian đầy đủ hết, rồi vợ đẹp con ngoan bỏ hết đi tu, mở chùa hiện giờ cũng đang hoạt động. Thì từ đó cái A Lại giải thích của mình nó chỉ muốn mình cái chuyện như vậy thôi. Nhưng mà đến khi mà sắp sửa mà cạo tóc á, thì lúc đó bà cha mới nói à cái này là chưa được, chưa có trả nghiệp cho chúng sanh cho nên chưa có được đi. Thì từ đó mấy vị mới khơi lại về tâm linh. Thì ta những đầu khơi lại, một người lớn lên ở Mỹ dễ tin, lì không tin, rồi bệnh chết lên chết xuống. Rồi từ đó cơ thể nó thay đổi một cái số ấy. Rồi mình thí dụ như bữa nay mình gặp cái người này, nhưng mà tự nhiên cái thần thông nó biết trước là cả mấy tháng mình đã nhìn thấy cái phong cảnh này rồi, hôm nay tự nhiên mình thấy, hiểu không? Những cái chuyện nó xảy ra ngày hôm nay giống như mình gọi đây nhiều người đây ta, thì là cái này á, là cái thần thông nó đã biết trước rồi. Thì từ đó mình thấy người mình nó khác thường, phải không? Rồi cộng lại á, đến có một ngày hồi nhỏ đó đã là khác thường, nhưng mà đến khi mà sau mười mấy tuổi á, nó mất cái thần thông. Hồi nhỏ đã có thần thông, đến năm 2014 bắt đầu có thần thông lại, nhìn thấy xuyên cả luôn cái bầu trời, cả những cái mây xuyên về trời được. Thì quý vị cho những cái hiện tượng đó để cho mình biết là mình không phải là người bình thường. Mới sanh ra thì rồng bay đầy nhà rồi, tự con có nghe. Và đồng thời đi chơi với mấy đứa nhỏ nhỏ lúc 5 tuổi á, mình thấy ở ngoài đó người kể lân kể phòng bay tùm lum hết, mà mấy nhóc ở bình thường như quê nó không có nhìn thấy, có mình việc thấy à. Thì đó là những cái lạ đó, nhưng mà mình cũng không có cho đó là tâm linh. Khi qua Mỹ 14 tuổi rồi, lớn lên kỹ sư rồi làm tới ngày hôm nay làm chủ này nọ, đến lúc mà cơ vận mà thay đổi, tất cả các chư Phật và Đức Thầy đều về ngồi dạy dỗ, thì từ đó mình mới biết là thiệt. Tại mấy vị nói giờ con không tin thì con mệt á. Rồi ngày xưa thì cũng đi barbecue, uống bia uống rượu rồi với mấy thằng bạn đồ hồi xưa mà nhỏ hồi trẻ, mà sau này đụng tới cái là tối về ổi suốt đêm. Bây giờ đến lúc nó không có làm được những cái chuyện người thường làm, hiểu chưa? Nên giờ đi tiệm nhấp nhấp chơi rồi, giờ bữa tiệc ba phà đó toàn là dân nhậu không á. Giờ cái thù cũng để cốc lựu rượu chát nè, vô nhắm đen đen cái môi chút nó thương nó mà nổ cái ngồi kia nó vô nó đi vòng vòng anh nhau hát ly không giờ lưng chưa vui được ai thì nó có những cái vậy đó, hiểu chưa? Ở trên cái đầu cái niêu hoàng cung này nó nở rồi, mình uống nó nóng á là quỷ nó sẽ nó giống cái cửa nhà mình hiện giờ mình đang đóng là hiên ở đây phải không, mình mở cửa hôm lén nó vô vậy đó, giống vậy thôi, dễ vậy. Con muốn biết con có phải là người có ấy hay không? Lại đây cắt ra khúc nè hay là còn ông thầy dưới chùa Phim Anh ông sắp về phải không? Ông sắp về bữa nào ai mà không xuống mở niêu hoàng cung ra ông mở giùm cho, ông mở không được lấy búa mẹ xuống. Người câu kết là gì? Cái câu kết tiếp là cái điều quan trọng nhất của sư phụ trong hiện tại là cái điều gì, và những cái điều quan trọng lúc mà sư phụ lúc 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi là điều gì? Điều quan trọng nhất bây giờ là lùa nhiều người đi về trời là quan trọng nhất. Nhưng mà ở trong bài Kính Thiên là nói nhờ duyên được hưởng cơ trời lại thêm sứ mạng đạo đời dương gian, rồi đây nắm giữ gian sang, lo cho quốc thái dân an lâu dài, lo cho cơ đạo ngày mai, chúng sanh sẽ biết ân ai đã truyền. Đó thì trong cái bài Kính Thiên đó. Nhưng mà nếu mà một người, cái chế độ Việt Nam sẽ thay đổi, nếu một người không giỏi về chính trị mà không có từ bi, họ sẽ bắt hết những đảng viên đi ở tù,
và đồng thời lấy hết tài sản của họ, thì sẽ nước Việt sẽ tiếp tục chiến đấu lẫn nhau giữa người mình với người mình. Cho nên bề trên nó cho một người có cả ngày vừa từ bi mà vừa có đầu óc siêu politics đầy. Politics có nghĩa là chính trị. Chính trị có nghĩa là trò chơi con nít, nhưng mà thấy đứa con nít vậy á, mấy thằng trong Quốc hội Mỹ nó cũng y trò chơi nít nữa. À, tao biết tao nói láo đó, nhưng mà mày không có bằng chứng mà làm gì tao. Cho nên trong mắt cứ sơ bộ là vua chính trị. Chính trị có nghĩa là nó nhiều lúc nó còn tệ hơn đứa nít 5 tuổi đó, không hiểu không? Thì nước Việt lấy ân báo oán, chứ hồ là một cái mối hàng hàng giữa khối người Việt hải ngoại và mấy triệu những người mà gọi là đảng á, nghĩa là họ làm sai và họ đưa một cái dân tộc đi vào ngõ cụt, họ sẽ để lại một cái lịch sử rất là hèn của nước Việt trong 4.000 năm. Chưa có một cái thể chế nào để lại cái lịch sử như cái thể chế ngày hôm nay ở trên đó là như vậy, nhưng lại không có bị trả thù, không có bị bắt bớ, không có hận thù. Chỉ có một người duy nhất làm được, vì sợ Bồ Tát, sợ nhân chúng sanh sợ quả. Cái bộ là người giáo chủ lập cái đạo ngày hôm nay hai ba chục triệu người đang theo. Chẳng lẽ dặn lên một người bắt người ta đi ở tù giết người ta để mà hữu phải bị đọa địa ngục à? Huống chi mình đã biết là khi mà Hồ Chí Minh ký hợp đồng với bề trên 80 năm và ngày đó ở trên cũng đã ấn định ngày tử rồi. Họ là một Bồ Tát nghịch để xả nghiệp cho nước Việt. Nên nhớ nước Việt ngày xưa từ ở Hà Tĩnh đi ra ngoài Bắc thôi. Còn nguyên cái miền Nam là của Chiêm Thành, của Trân Lập, của Miên. Người mình giết một cái dân tộc, diệt chủng một cái dân tộc, đó là dân tộc Chiêm Thành, rất là ác. Cho nên mình mới có tai nạn mà loạn ly, cũng như kiểu Do Thái vậy đó. Ngày xưa đóng đinh chúa cho nên bị mất nước. Còn mình tiêu diệt nhiều quốc gia để mình lấy cho tới mũi Cà Mau á, thì mình cũng phải bị nghiệp chứ bộ. Mình phải cảm ơn mấy đảng mới đúng. Đúng không? Mình phải cảm ơn mình được một quốc gia dài như vậy. Thì xã nghiệp có chút xíu ly tán 6 triệu ra ngoài, còn mấy chục triệu dân hôm nay đói khổ không có việc làm. Này nó là chuyện nhỏ như con thỏ. Nhưng mà ông lẽ đưa mấy ông HO hung dữ ở đây về bển nắm quyền để mà ông giết hết mấy ông đảng viên à? Không có chuyện đó. Về Phật không có cho trả thù nữa. Cái này nói ngắn thôi, hồi lọt vào chính trị bữa nay nói đạo tự nhiên nãy hỏi chính trị ta. Nói chung là cái sứ mệnh nó là cái mối hàng, cũng giống như cái miếng niệm vậy đó. Ok, bác Trọng, bác Phúc, bác bất cứ bác nào bển nhảy xuống đều là có cái phao ôm hết. Cái dù đây nè, đây cái dù. Và đồng thời là cũng là người nổi tiếng ở Mỹ, cũng đem được với những người trong Quốc hội Mỹ vô Việt Nam để mà giúp nước Việt được.